Còn hãng hàng không Việt Nam Airlines và Jetstar Pacific cho biết tất cả các chuyến bay đi và đến sân bay Cát Bi, thành phố Hải Phòng trong buổi sáng nay 19 tháng 7 đều được chủ động hủy hoặc là lùi giờ bay đến chiều và tối cùng ngày để tránh cơn bão số 2. Còn Vietjet Air đã phải hủy các chuyến bay đến Hải Phòng trong ngày hôm nay. Đối với Vietnam Airlines, trên đường bay thành phố Hồ Chí Minh Hải Phòng hủy 2 chuyến bay và điều chỉnh giờ khai thác 4 chuyến bay khác. Trên đường bay Đà Nẵng Hải Phòng hủy 2 chuyến bay. Toàn bộ hành khách bị ảnh hưởng trên các chuyến bay bị hủy giữa Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh Hải Phòng được chuyển sang các chuyến bay cất cánh chiều cùng ngày. Đại diện Vietnam Airlines cho biết, toàn bộ hành khách bị ảnh hưởng trên các chuyến bay bị hủy giữa Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh Hải Phòng sẽ được chuyển sang các chuyến bay chiều ngày 19 tháng 7. Đối với hãng hàng không Jetstar Pacific, các chuyến bay đi đến Hải Phòng cũng được điều chỉnh lùi lại vào buổi chiều. Ngày hôm nay, Vietjet Air cho biết hãng cũng phải hủy các chuyến bay đến Hải Phòng.